Em Vâng. đã đầu ngã ba đầu thị trấn nhá, cầm 500 ngàn em bảo mọi người là bây giờ ai có 50 ngàn đổi, tôi đổi 500 ngàn lấy 50 ngàn. Kèo rất thơm nha đúng không? Nhưng mà Vâng. người ta đi qua thằng nào nó cũng nghi ngờ, thằng Tâm này chắc chắn nó lừa gì mình, làm gì có chuyện đưa 50 ngàn nó đưa lại 500 ngàn được. Đúng không? Kiểu như bài thuốc của Vâng. em giá trị là 500 ngàn, em chỉ bán 50 ngàn thôi, nhưng mà người ta không biết em là ai. Người ta không tin Vâng. tưởng. Trên đời người ta được dạy từ bé là không tin người lạ rồi. Đúng không? Mà bây giờ đổi Vâng. đưa 50 ngàn cho nó mà nó đưa lại cho mình giá trị tới 500 ngàn, chắc chắn nó phải lừa cái gì đấy. Cho nên là Vâng. vấn đề ở chỗ là cái người ta hiểu được, cái người ta muốn xem, cái người ta sẽ tập trung chú ý là cái vấn đề của người ta cơ. Em hiểu không? Cách đây chưa lâu mình đăng ở trên group Việt YouTubers của chúng ta một bài viết về cuộc đua xuống đáy, tức là thế này, dành cho bạn nào mà chưa đọc thấy cái post đó. Trong thế giới hiện nay, tất cả mọi thứ, hầu như tất cả mọi thứ đều đang trở nên thừa thãi. Cái sự khan hiếm duy nhất còn sót lại là sự chú ý của khán giả. Hiện nay tất cả mọi người đều được trang bị đầy đủ công cụ để có thể tự mình đưa tin giật gân, tự mình đưa ra những tin như là có biến, là bóc phốt, là giật trùng, đánh ghen, vân vân. Vì vậy cho nên là chẳng sớm thì muộn thì sẽ có rất rất nhiều người bất chấp tất cả để tham gia vào cái cuộc đua đó. Đó chính là một cuộc đua lao xuống đáy, tất cả cùng lao xuống đáy. Những người như chúng ta sẽ rất khó giành chiến thắng ở trong cái cuộc đua đó. Ngay khi có một người mà giành được nhiều sự chú ý của khán giả ấy, thì ngay lập tức sẽ có một người khác, hoặc là người ta ăn gian, hoặc là người ta sẵn sàng hạ thấp tất cả mọi tiêu chuẩn để giành được nhiều hơn sự chú ý của khán giả. Những sự chú ý mà mình gọi là sự chú ý rẻ tiền và sự chú ý ngẫu nhiên. Rẻ tiền tức là sao? Các bạn chỉ cần nghĩ đến những cái nội dung như là thử thách làm chó, làm mèo ở trên YouTube. Đấy là sự chú ý rẻ tiền. Còn sự chú ý ngẫu nhiên là sao? Các bạn có thể nghĩ đến những cái quảng cáo mà chả liên quan gì đến mình mà mình đang xem ở trên YouTube, đột nhiên nó xuất hiện ở trước mặt mình. Tức là người ta dùng tiền để mua sự chú ý. Nếu mà cái cuộc đua xuống đáy đó nó khó khăn như vậy thì chúng ta phải tham gia cuộc đua nào? Đó là cuộc đua lên đỉnh. Cái việc mình giành sự chú ý của khán giả không phải là mình giành chú ý một cách rẻ tiền và ngẫu nhiên như vậy, mà mình dành những cái sự chú ý gọi là có giá trị. Từ sự chú ý ấy, mình tạo ra niềm tin ở nơi khán giả của mình, và từ niềm tin nó tạo ra tiền, từ tiền lại tạo ra được nhiều sự chú ý hơn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu rõ hơn trong buổi nói chuyện tiếp theo với kênh Thảo Dược Quanh Ta. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi trút bầu tâm sự của tất cả YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi Handy Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi. Kéo lên đấy rồi sắp xếp theo phổ biến nhất anh xem nào. Để nguyên như thế, hết luôn mất ngủ. Tê nhức chân tay với bài thuốc từ gì? Đấy, ví dụ như gừng chữa mất ngủ, tê nhức chân tay là như anh là anh chỉ để là mất ngủ và tê nhức chân tay thôi, em hiểu không? Vấn đề ở chỗ ấy, vấn đề ở chỗ của người gọi là người làm truyền thông mình ấy, người gọi là marketing của mình ấy, là mình muốn quảng cáo cho cái sản phẩm của mình, cái bài thuốc của mình, cái giải pháp của mình. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái người người ta tiếp nhận ấy, người ta lại không biết đến mình để người ta lắng nghe, người ta đón nhận cái sản phẩm của anh. Em hiểu không? Bây giờ ví dụ như em có 500 ngàn em đứng ra giữa đường nhá. Em Vâng. đã đầu ngã ba đầu thị trấn nhá. Em có cầm 500 ngàn em bảo mọi người là bây giờ tôi đổi, ai có 50 ngàn đổi, tôi đổi 500 ngàn lấy 50 ngàn. Kèo thơm không? Kèo rất thơm nha Vâng. đúng không? Nhưng mà Vâng. người ta đi qua thằng nào nó cũng nghi ngờ, thằng Tâm này chắc chắn nó lừa gì mình, làm gì có chuyện đưa 50 ngàn nó đưa lại 500 ngàn được. Đúng không? Kiểu như bài thuốc của Vâng. em giá trị là 500 ngàn, em chỉ bán 50 ngàn thôi, nhưng mà người ta không biết em là ai. Người ta không tin Vâng. tưởng. Trên đời người ta được dạy từ bé là không tin người lạ rồi. Đúng không? Mà bây giờ đổi Vâng. đưa 50 ngàn cho nó mà nó đưa lại cho mình giá trị tới 500 ngàn, chắc chắn nó phải lừa cái gì đấy. Cho nên Vâng. là vấn đề ở chỗ là cái mà người ta muốn, à, cái người ta hiểu được, cái người ta muốn xem, cái người ta sẽ tập trung chú ý là cái vấn đề của người ta cơ. Em hiểu không? Vấn đề của người ta là Vâng. gì? Là mất ngủ. Vấn đề của người ta là tê nhức chân tay. Em hiểu không? Cho nên là cái việc chữ gừng với chữ chữa nó không còn quan trọng nữa. Tất nhiên là nó có thể quan trọng nếu mà em đưa vào tiêu đề, tại vì nó sẽ là cho thuật toán nó hiểu.
Thì toàn nó xếp hết tất cả vào các loại gừng, các loại thuốc liên quan đến gừng, các loại ấy gừng thì mình phải đưa vào. Nhưng mà trong cái hình đại diện ấy chỉ có một giây người ta liếc qua cái hình đại diện của em, trong số mà hàng chục mấy chục cái hình đại diện xuất hiện trên YouTube của người ta ấy, thì em phải đưa cái vấn đề của người ta lên to đùng lên, chữ mất ngủ, chữ tê nhức chân tay to lên ít chữ thôi, đúng ngay cái vấn đề người ta cần giải quyết. Còn trong video của ông giải quyết bằng giải pháp gì thì đâu có quan trọng với người ta, dù đó là gừng hay là ngải hay là lá ngón, thì nếu mà ông nói hợp lý thì người ta cũng mua, đi mua đi tìm về về thôi, đúng không, để giải quyết được cái vấn đề của họ thôi, đúng không. Khi mà kéo được người ta vào cái video của mình rồi, giống như chủ đi tán gái đây, đầu tiên phải kéo được em vào khách sạn đã, kéo được vào nhà đã, xong rồi tính tiếp. Cũng kiểu kiểu như cái xương rồng này đúng không anh? Video xương rồng này này. À, làm sao? Ảnh thumbnail này có chữ xương rồng to này, xong bên cạnh là đau lưng. Ừ, cũng được. Cái này thì được cái là em đưa cái hình ông kia đau lưng lên rồi, nhưng mà đáng lẽ là cái hình ông Huân nên nhỏ xuống tí, cái hình ông đau lưng nên to lên, là cái vấn đề của người ta mà, em hiểu không, Và đẩy to nó lên. Còn cái xương rồng ấy, xương rồng thì là như này, giống như cái gừng kia ấy, gừng là một thứ rất là bình thường, thì anh nghĩ là em không cần phải để chữ gừng lên, em để cái hình của gừng là được rồi nhá. Còn cái xương rồng ấy là nó hơi đặc biệt một tí, nó hơi cái loại hơi lạ tí, nó nhánh biết là trong cái bọn làm thuốc của em thì nó như nào, nhưng mà đối với một khán giả bình thường như anh, mà nếu mà bảo lấy cây xương rồng làm thuốc là lần đầu tiên anh nghe thấy, em hiểu không, nó lạ tai lạ mắt nhá. Nếu bảo lấy gừng làm thuốc ấy thì anh thấy bình thường, em hiểu không, là cái đấy là tức là tất cả những cái gì mà bình thường ấy thì người ta sẽ không chú ý, mà người ta chỉ chú ý đến một là những cái gì mà là vấn đề của người ta, là một này, đau lưng này, nhức mỏi này, hai là những cái gì mà quá lạ, em hiểu không. Thì ở Vâng. chỗ này em để chữ xương rồng vào đây, anh đồng ý, ok nha. Nhưng cái này video này là cái đề xuất đầu tiên của kênh Thì à, ừ, thì ok, đấy thì có thể là do cái chữ xương rồng đấy, em hiểu không. Cái việc mà lấy cây xương rồng nó làm thuốc là một chuyện rất là lạ lùng đối với người ta. Nói chung là ở trên YouTube mà em muốn thành công là đầu tiên là em phải lạ, phải khác biệt. Lạ không phải khác lạ biệt. theo kiểu mà lạ không phải lạ theo kiểu là thử thách 24 giờ làm chó hay là 24 giờ trong toilet. Cái lạ đấy nó chỉ gây chú ý cho người ta một 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 lần thôi, chứ không thể lấy được niềm tin của người ta, em hiểu không. Em phải lạ, mà sau khi cái lạ đấy lấy được sự chú ý rồi thì mình phải lấy được niềm tin của người ta. Sau khi tin rồi ấy, sau khi người ta tin rồi ấy thì em mới 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 bán hàng được, mới bán được là anh đưa tôi 50 ngàn tôi sẽ đưa cho anh giá trị 500 ngàn được. Còn một một cái ông tâm mà người ta không biết, người ta chưa quen, chưa chưa biết tới ấy, đứng ở giữa ngã ba đường mà đưa cái kèo như thế cũng không ai tin, em hiểu không nhé. Vâng, em hiểu rồi. Cái nội dung của em là nội dung chia sẻ kiến thức này nọ như này, thì em phải suy nghĩ đến cái vòng tròn như này. Đầu cái mà mình sẽ làm ra tiền đấy là sự chú ý của khán giả, đúng không, là view, tức là sức chú ý của khán giả. Muốn có được sự chú ý thì em phải phải lấy trước trước khi có được sự chú ý đấy, em phải lấy được niềm tin của người ta, em hiểu không. Vâng, em hiểu. Ừ. Lấy được niềm tin sẽ lấy được sự chú ý, sau khi có sự chú ý sẽ có niềm tin, nó là một vòng tròn nhá. Cho nên là mà muốn lấy được niềm tin của người ta, muốn lấy được sự chú ý của người ta thì đấy có hai cái, một là vấn đề của người ta đang gặp phải, đúng không, Vấn đề gặp phải. vấn đề người ta đang gặp phải tức là cái bệnh mà ông chữa thôi. Đơn giản, nói đơn giản là cái bệnh, cái thuốc này, cái video của em này, cái thuốc này nói để về chữa cái bệnh gì thôi, là em đưa cái bệnh đấy ngay lên trên thumbnail cho anh. Còn còn chữa bằng giải pháp như thế nào thì tùy, ví dụ như xương rồng này thì nên đưa này, chứ còn củ gừng thì em chỉ cần đưa cái hình là được, em hiểu Vâng, em hiểu rồi. nha.